Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 27 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Do đó, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đội địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có cả việc sử dụng flycam để phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm giao thông một cách triệt để. Để tăng cường hiệu quả phát hiện vi phạm, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 đã triển khai thiết bị bay flycam dọc tuyến đường vành đai 3 trên cao để ghi hình người điều khiển phương tiện vi phạm trên tuyến. Trung tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 cho biết, việc sử dụng flycam tại những điểm giao thông phức tạp như trên tuyến đường vành đai 3 trên cao sẽ giúp lực lượng chức năng giám sát, phát hiện các xe bị sự cố, tai nạn, ùn tắc giao thông cũng như tình hình vi phạm giao thông. Từ đó, cảnh sát giao thông có thể triển khai, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ một cách phù hợp. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 sẽ tập trung lực lượng cao nhất với nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Tây của thủ đô. Trước đó, sáng 26 tháng 8, tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã triển khai lực lượng xử lý tài xế xe máy cố tình đi lên cao tốc và ô tô vào làn khẩn cấp của đường vành đai 3 trên cao. Để đảm bảo an toàn và xử lý triệt để vi phạm, một chiến sĩ cảnh sát giao thông điều khiển flycam bay dọc tuyến đường nhằm ghi nhận, phát hiện vi phạm rồi báo qua bộ đàm cho chốt xử lý công khai tại lối ra đường cao tốc. Sau ít phút, tổ cảnh sát giao thông đã phát hiện 5 trường hợp người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc. Tổ cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt các trường hợp tài xế xe máy vi phạm lỗi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện đi vào đường cao tốc. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Trong ca công tác, tổ cảnh sát giao thông cũng phát hiện một xe ô tô khách đi vào làn khẩn cấp của đường vành đai 3 trên cao. Khi được cảnh sát giao thông báo lỗi, tài xế tỏ ra ngỡ ngàng vì vi phạm cách xa nơi tổ công tác lập chốt mà vẫn bị phát hiện. Sau khi được xem lại hình ảnh vi phạm, tài xế đã tâm phục khẩu phục và nhận lỗi. Tài xế NCT, 45 tuổi, trú tại Bắc Giang cho biết, cảnh sát giao thông sử dụng thiết bị công nghệ cao để phát hiện vi phạm thì ý thức chấp hành luật giao thông của người điều khiển phương tiện sẽ được nâng cao. Tài xế T chia sẻ: "Tôi không ngờ vi phạm của mình bị lực lượng cảnh sát giao thông ghi lại rõ nét. Sau lần bị xử phạt này, tôi sẽ rút kinh nghiệm." Tổ cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hành chính với tài xế T về lỗi điều khiển xe đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc. Với lỗi này, tài xế T sẽ bị phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng. Trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội yêu cầu các đội tăng cường kiểm tra nồng độ cồn và chất gây nghiện đối với các tài xế ngay từ trong bến xe để đảm bảo hành trình của người dân được an toàn, đi đến nơi, về đến chốn. Sáng cùng ngày 27 tháng 8, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 phối hợp với bến xe Mỹ Đình đã tổ chức tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe, phụ xe, kiểm tra nồng độ cồn và chất cấm ngẫu nhiên với nhiều tài xế xe khách trước khi xuất bến. Trung tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 cho biết, gần đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài xế xe khách, xe tải sử dụng chất gây nghiện và vi phạm nồng độ cồn, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về tai nạn giao thông. Trung tá Chiến cảnh báo: "Việc sử dụng chất gây nghiện rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, ảo giác, dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, hành động của người sử dụng. Phương tiện xe khách, đặc biệt trong các ngày lễ, chở nhiều người nên khi tai nạn xảy ra sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng." Cũng trong dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng bố trí lực lượng, hướng dẫn, phân luồng giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Nhằm kiểm soát hoạt động vận tải khách trong dịp lễ mùng 2 tháng 9, từ nay đến cuối năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội yêu cầu các đội Cảnh sát Giao thông đường bộ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung kiểm tra đối với xe khách chạy tuyến cố định, xe vận tải hành khách hợp đồng, xe buýt, xe taxi, xe dịch vụ. Cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm các vi phạm như dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.